Sáng nay, Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 600 người, kết hợp tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn một số xã của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bệnh viện đã sử dụng các máy siêu âm, máy điện tim cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại để khám chuyên sâu một số bệnh, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho bà con. Trong đó, các y bác sĩ của bệnh viện đã tập trung tư vấn về cách chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 và một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Huyện Ý Yên hiện có gần 3.200 thương bệnh binh và hơn 1.200 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đời sống của nhiều gia đình còn khó khăn. Trong dịp này, Bệnh viện Quân y 103 đã tặng quà cho đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Từ nay đến trước ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 2022, Bệnh viện Quân y 103 sẽ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.200 đối tượng chính sách.